Và điểm tham quan tiếp theo là mình sẽ tham quan chùa Long Sơn, một trong những ngôi chùa khá là nổi tiếng ở Nha Trang. Và đoàn của mình sẽ ghé đây tham quan cũng như là để cúng kiến. Lượng khách đến viếng chùa này thì mình thấy đa số là khách du lịch là nhiều. Các bạn thấy không? Đa số là khách du lịch. Chúng ta sẽ đi từ từ vào trong chùa. Chúng ta sẽ ngắm cảnh từ đây đi vào trong luôn. Thì mình sẽ đi từ từ vào. Đây có một cái lư hương rất là to nè. Cái ăn sô cô la hả? Cái dâu dở. Ờ, từ ngoài cổng vào chánh điện này khá là xa nha. Tức quá. Chó. Chị mấy cái tao. Chúng ta phải cần lên một cái bậc thang này nữa, còn phải tới chánh điện. Khá là xa nha. Từ ngoài vào trong đây rất là xa. Nét ở bình ý nha. Cuối cùng thì cũng đã vào được chánh điện rồi. Phía bên này có cái bảng ghi là chú ý là nhang 3 cây, một lư hương 1 cây. Ghi gián tắc quá, đọc không hiểu gì hết. Không lẽ là đốt được 3 cây nhang thôi nha. Hiện tại thì những chùa như thế này cũng rất là hạn chế đốt nhang, đốt rất là ít, hoặc là có chỗ người ta không có đốt luôn. Vì đốt nhang là tầm vài giây là có người họ sẽ lấy nhang ra rồi. Không có đốt nhiều đâu, đốt nhiều cũng không có tốt. Đây là phía bên trong của chùa. Rất là trang nghiêm, sạch sẽ. Rất là rộng luôn. Đi là mát lạnh chân luôn á. Chùa này thờ cũng khá là ít, cái mà diện tích nó rất là rộng và những cái tượng này cũng rất là ít, chỉ để một khu nhỏ như thế này thôi. Để chỗ cho Phật tử lại rất là rộng. Thì cái ngôi chùa này có một cái đặc biệt đó là nó còn có một cái chỗ chùa ở phía trên này nữa. Mẹ cái đi cầu thang lên để đến cái khu vực ở phía trên. Cầu thang rất là cao luôn. Và ở trên còn những cái bậc cao hơn nữa. Thì có thể gọi là như là một cái quả núi vậy. Rất là cao. Lên tới đây thật sự là rất là mệt. Rất là cao. Bên đây có một cái đường đi lên nữa nè. Bên đây cũng có luôn. Mình sẽ đi thử bên này. Ok, bây giờ thì mình đã lên tới đỉnh của chùa rồi. Rất là cao. Đây có thể gọi là cái đồi không nhỉ? Cao vãi. Trên đây có một cái chỗ bán nước uống. Một cái quán cóc nhỏ. Ok, dừng ở đây một tí thì mình sẽ đọc cho các bạn cái bảng giá của các loại nước ở đây. Thì ở Nha Trang này lúc nào những cái đặc điểm ở quán ở đây là lúc nào cũng có tiếng Trung Quốc hết. Trung Quốc ở dưới. Nè không, các bạn thấy không? Phần nửa là tiếng Trung Quốc rồi. Hơn phần nửa luôn là tiếng Trung Quốc. Ở trên thì có 3 món tiếng Việt. Ở dưới có 4 món tiếng Trung Quốc. Thì 3 món tiếng Việt đó là dừa sim Nha Trang 35.000 một trái. Dừa sim Bến Tre thì 38.000. Dừa rau câu dừa là 30k. Rau câu dừa mắc vãi. Lên đây mà bán dừa với rau câu dừa mình nghĩ là làm giàu không khó đâu. Trên này thì rất là mát và rộng. Wow.
có một tượng Phật rất là to. Ở cái lưu hương nó cũng rất là to luôn. Đi tới xem một tí nào. Đứng trên đây chúng ta có thể nhìn thành phố Nha Trang từ trên cao. Ý gì có người nước ngoài nữa kìa. Ha, mới thấy người ở đây còn nhiều người người Tây một tí. Chứ khúc chùa cỡ phần trước á, mình quay á, toàn là người Trung Quốc. Rất là ít người Tây. Nhìn cảnh này cũng khá đẹp nha. Thôi đi lên trên, mình sẽ xem ở bên trên thôi. Thực sự mà từ ở dưới đó mà leo lên tới tận trên này á, thực sự là rất là phê, rất là mệt luôn. Ai mà yếu yếu lên không nổi đâu. Nhưng mà thường lên trên đây là chịu khó lên, coi như gọi là thành tâm. Các bạn đi từ từ lên đây, mệt tí nhưng mà gọi là thành tâm. Các bạn có khấn vái gì mình nghĩ là sẽ linh nghiệm hơn. Thì mình vừa quay sơ cho các bạn xem về chùa Long Sơn. Bây giờ mình sẽ tắt máy để mình đi qua điểm khác mình tham quan tiếp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.